Hello, chào anh em. Hôm nay mình có bộ PC trong khoảng bộ này bao nhiêu nhỉ? Bộ này khoảng 31 triệu thì phải. Đấy, và có một cái linh kiện mà mình muốn giới thiệu đến anh em. Đó là một cái vỏ khá là mới, mới ra của Asus luôn. Đó là con Asus con này nó là anh em chờ tí để mình ngó lại cái hộp. Quên mẹ tên rồi. À đây rồi, Asus A21. Đấy, A21 thì đây là một cái phiên bản vỏ mà nó có cả màu đen và cả màu trắng anh em nhé. Thực ra là cái con vỏ này này nó ra mắt là để phục vụ cho cái đám main mà những cái đầu mà nó gập ngược lại đằng sau đấy anh em. Đấy, nhưng mà bộ hôm nay thì mình vẫn dùng main bình thường thôi. Và mình thấy là cái thiết kế của con vỏ này nó khá là ưng mắt. Đấy, nên là mình sẽ dùng ở trong cái bộ PC ngày hôm nay để show cho anh em xem là sau khi mà cái vỏ này mà lắp full đồ ấy thì nhìn nó sẽ như thế nào. Và hôm nay thì sẽ có những cái cách phối đồ rất là lạ luôn. Đấy, thì trước tiên là phải nói về con vỏ này trước. Thì chúng ta sẽ có một con vỏ là mình thấy là nó là full lưới. Đây, mặt trước là mặt lưới này. Đấy, bên trên cũng là lưới này. À sorry anh em, không phải full lưới mà là cạnh hông vẫn là kính. Đấy, và cái mặt đằng sau này nó vẫn là một cái mặt thép phẳng thôi. Nó sẽ chỉ có lưới ở cái mặt trước này. Đấy, và lưới ở mặt bên trên này thôi. Và mặt trước thì đây, mở rất là dễ anh em nhé. Đấy. Đó. Cái này nó là nam châm anh em nhé. Nó sẽ có hai cái nam châm ở đây. Thì anh em chỉ việc là nhổ ra một phát là xong luôn. Thì phía trước này chúng ta thấy là sẽ có ba cái slot lắp fan. Thì sẽ lắp được ba fan 120 ở phía trước. Lắp rất là dễ này. Anh em nhìn này. Đấy. Úp vào thôi là nó dính luôn rồi. Thiết kế này trông cũng ổn anh em nhỉ. Phẳng, tối giản. Mình thì là fan của cái kiểu mà nó phẳng và tối giản như thế này, mình rất là thích luôn. Đấy, thì con này hôm nay là nó sẽ thiết kế cái kiểu tối giản như thế, rất là hay luôn. Về cái phần trên nóc, đây quay trên nóc của anh. Trên nóc thì các cổng kết nối thì mình hơi tiếc, thực sự là hơi tiếc cho một con vỏ khá là đắt. Con này giá đâu đó khoảng triệu mấy nhỉ? Triệu rưỡi, triệu sáu rồi đấy, khá là đắt. Nhưng mà lại không có Type-C, rất là buồn. Kể ra mà con này nó bổ sung thêm một cái cổng Type-C thì nó sẽ ok rất là nhiều. Nó sẽ chỉ có là hai cổng 3.0 này, một nút nguồn này, tai nghe với mic là dùng cổng riêng. Đấy, và một nút reset. Quá phí. Kể ra mà có Type-C thì nó sẽ hoàn thiện hơn rất là nhiều. Đấy, không hiểu sao Asus lại không trang bị Type-C vào cái vỏ này. Đấy, đây là mặt trên thì lật cái lưới này ra thì chúng ta sẽ có là vị trí lắp rát và lắp fan ở trên nóc. Thì cái vỏ này có một điểm rất là đặc biệt, đó là nó là size vỏ MATX, có nghĩa là nó chỉ lắp được main MATX thôi, nhưng mà trên nóc lại lắp được rát 360 anh em nhé. Đó, trên nóc của con này rất là dài và hỗ trợ tận 360 luôn. Nhưng mà hôm nay thì chip nó cũng mát nên là mình chỉ dùng đến 240 thôi, nhưng mà con này hoàn toàn anh em có thể lắp được 360 nhé. Đấy, rất là rộng rãi và thoáng mát luôn. À, xem nào, mặt kính hông thì anh em phải tháo hai cái ốc ở sau ra xem là cơ chế như nào nhỉ. Cơ chế thì trượt ra phía sau anh em nhé. Kính rất là dày và nặng luôn, rất là dày và nặng. Kính thì mình sẽ có là nẹp bốn bên, à không, nẹp ba bên thôi. Này là thép, còn cái phần này nó là phần đệm mút thôi. Đó, rất là chắc chắn luôn. Mình sẽ để kính sang một bên. Đây là cái khoang bên trong thì chúng ta sẽ có là một cái khoang lắp máy rất là rộng. Và cái main này thì chỉ lắp được size MATX thôi anh em nhé. Đó, và đây sẽ có những cái khe, có những cái khe đặc thù của nó. Thì những cái khe này là anh em để dành cho những cái main mà đầu gập ngược của Asus. Có nghĩa là đầu 24 pin thì nó sẽ nằm đằng sau main. Đó, hoặc là đầu cấp nguồn cho CPU nó cũng làm tòi ra đằng sau main. Cái này nếu như mà anh em nào mà chơi cái main đó thì hoàn toàn có thể dùng cái vỏ này. Cái vỏ này nó để sinh ra cho những main như thế. Còn hôm nay thì mình vẫn dùng main bình thường thôi. Và con này thì hoàn toàn có thể lắp được những main bình thường. Và nó có một cái phần này mình thấy khá là giống với NZXT này. À đây. Nó có một cái phần này. À nhưng mà chỗ này nó là kín. Chỗ này nó là kín chứ nó không hở như NZXT. Đấy, khá là hay. Tí nữa là khả năng là sẽ luồn cái dây nối dài ra đây à. Tí xem được không nhá. Luồn dây nối dài ra đây để cắm. Không biết là nó có bị không nhỉ? Không biết là nó có bị ảnh hưởng đến cái dây nối dài không. Đấy.
phía dưới nào, phía dưới có bắt được fan không ta? Phía dưới này thì mình không thấy cái ốc bắt fan ở đâu, nên là khả năng là phía dưới này chúng ta sẽ không bắt được fan. Không bắt được fan. Xem nào. Sẽ có là một slot lắp fan sau này. Và con này thì nó lại không đi kèm fan anh em nhé. Con này không đi kèm một fan nào cả. Đó. Kể ra mà hãng trang bị thêm một fan sau hoặc là một fan trước thì nó sẽ ok hơn. Con vỏ này thì không có một cái fan nào. Đây là cái khoang sau. Khoang sau của nó thì cái phần độ dày rất là dày luôn. Anh em biết vì sao nó làm dày như này không? Làm dày như này bởi vì là khi mà anh em gập ngược cái đầu kết nối của main lại thì đương nhiên là cái dây cắm vào nó sẽ bị cộm lên. Đấy, nên là hãng là người ta phải làm cái khoang đi dây rất là dày. Mà hôm nay thì mình dùng một cái main bình thường nên là cái khoang đi dây này thì nó gọi là mênh mông luôn, thực sự rất là dày luôn. Đây này anh em nhìn này. Cái thành này nó phải tầm gần 2 phân luôn, rất rất dày luôn. Phía dưới thì vô cùng thoải mái rồi. Anh em có thể lắp được những con nguồn siêu to khổng lồ. Lắp ở dưới này là ngon lành luôn này. Sẽ có một cái khay HDD ở đây. Một cái khay SSD ở đây. Dây kết nối thì bình thường thôi. Fpanel này. HD audio này và USB 3.0. Đó. Nói chung là mình khá là tiếc khi mà nó không có cái Type-C. Đấy, như vậy là mình đã giới thiệu nhanh về con vỏ Asus A21 ngày hôm nay. Mình thì chỉ đánh giá như này thôi. Thì con này là cái điểm nổi bật nhất của nó thì khả năng là nó ở cái thiết kế ăn tiền, đẹp, tối giản, thoáng mát. Và cái hỗ trợ cho những cái main mà gập ngược thôi. Còn lại những cái khác thì mình thấy nó không nổi bật lắm. Thực sự là Asus thì nên trang bị thêm Type-C và nên hạ giá một chút thì nó sẽ phù hợp hơn. Đấy. Như vậy là xong con vỏ ngày hôm nay. Hy vọng là những cái bản về sau thì hãng người ta sẽ nâng cấp lên. Còn bây giờ chúng ta sẽ vào cấu hình. Cấu hình thì khá là ngon lành. Main này, main thì quen mặt với anh em rồi. B660M Plus Wi-Fi D4. Đây là một cái mã main MATIC mà gần như là mình bán nhiều nhất trong cái thế hệ B660 luôn. Và đi với con này thì mình sẽ dùng con chip là 13500. Đây là một cái combo mà vô cùng quen mặt với anh em rồi, nên là mình sẽ chỉ giới thiệu qua thôi. 13.500 thì ngon, bổ rẻ này, 14x20 luồng này. Đấy, xung cũng cao. Nói chung là con này thì anh em vừa làm việc vừa chơi game cũng được. Và nó rất là mát. Đấy, thì cái vỏ MATX thì mình sẽ lắp một con main MATX này. Đó. Về cái phần cạc đồ họa đây. Cạc đồ họa hôm nay thì mình sẽ dùng con 3070 Ti Gaming OC lướt. Thì đây là một cái mã cạc mà to nạc hầm hố. Thì cái vỏ ngày hôm nay nó rất là dài. Thì lắp một con cạc to nạc hầm hố vào thì trông nó rất là phù hợp. Đó, thì hôm nay là mình sẽ dùng con này. Xem nào, tiếp đến là phần RAM SSD. Đấy, đúng ra là phải nói về RAM SSD trước. Quên mất. RAM SSD thì là của Kingston luôn. Và lâu lắm rồi mình mới sử dụng lại cái kit này. Đây là một kit RAM Kingston FuriBit RGB. Và con này là bớt là 3.600 chứ không phải là những cặp bớt 3.200 như mọi lần mình hay dùng. Đấy, bớt 3.600 anh em nhé. Và nó là 32GB RAM, 2 thanh 16. Còn SSD thì quen thuộc với anh em rồi, Kingston KC3000 1T, tốc độ đọc 7.000, tốc độ ghi 6.000. Đấy. Có một cái mà nó hơi đặc biệt một tí, đó là cái phần tản nhiệt. Đấy, tản nhiệt thì hôm nay là mình sẽ lắp một con tản nhiệt nước cũng của Asus luôn. Con này thì mình sẽ lắp ở trên nóc này, LC240 ARGB. Và mình sẽ quay cái ống con này ra phía sau để cái logo túp là nó dựng thẳng lên. Chứ còn con này mà nếu mà anh em quay ống ra trước thì cái logo túp nó sẽ bị lộn ngược. Và đây cũng là cái mã tản mà cũng lâu lâu rồi mình chưa lên. Thì hôm nay là mình sẽ kết hợp là tản túp này, main túp này và vỏ Asus. Đấy, khá là phù hợp. Tiếp đến là phần fan. Fan là một cái mà mình thấy nó rất là lạ trong bộ ngày hôm nay. Lúc đầu thì mình báo khách là dùng cái fan bình thường thôi của ID Cooling các thứ. Nhưng mà khách bảo là fan đấy thì có cái led ở bên trong em không thích lắm. Khách thích kiểu led mà kiểu có viền ấy, có viền mà ring ring. Thì mình có tư vấn sang con Montech để cho giá nó rẻ. Bởi vì là Montech có 250.000 một cái thôi. Nhưng mà khách lại bảo là em nhìn con Montech này em không ưng lắm. Thế là gửi cho khách cái ảnh của cái bộ PC mà dùng fan NZXT thì khách ưng luôn. Khách rất là biết chọn luôn. Và cái fan ở ZT này thì đương nhiên là nó đắt hơn fan ở Montech rất là nhiều rồi. Nó phải đắt gấp đôi Montech anh em nhé.
Đấy, nên là hôm nay là khách rất là chịu chi về cái phần fan này luôn. Fan thì mình sẽ có là một vách 3 fan F120 RGB. Thì ba cái fan này mình sẽ lắp ở phía trước. Đó, còn một cái fan F120 lẻ thì mình sẽ lắp ở phía sau. Như vậy là full fan NZT luôn. Ba fan trước, một fan sau. Còn trên nóc thì chúng ta đã có một cái tản nhiệt nước rồi. Đấy, rất là ngon lành luôn. Nguồn thì hơi dư tí anh em ạ. Nguồn thì lúc đầu là mình build 750 như thường lệ thôi. Nói chung là 3070 Ti thì mình hay dựng con 750. Nhưng mà khách lại bảo là thôi về sau nhỡ mà con nâng cấp các đồ họa ấy, thì dùng một con nguồn nó dư dư một tí. Thế nên là khách chọn luôn là con MSI MAG A850GL. Đây là một cái mã nguồn mà giá rẻ của MSI này, chuẩn gold này, full module. Và đặc biệt là nó đi kèm sẵn cái dây PCI 5.0. Đây là một cái điểm rất là hay ở con nguồn này. Thì về sau anh em có thể cắm lên là 4070 Ti này, 4080 với con nguồn này đều rất là ngon lành, không vấn đề gì cả. Đấy. Và bộ hôm nay thì không thể thiếu được cái này rồi. Dây nối dài, một cái dây 24 pin. Sao nó quán quán này nhỉ? Một cái dây 24 pin. Và một cái dây 2 đầu 8 pin. Đấy. Thì như vậy là mình đã điểm nhanh xong về cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay. Thì bộ hôm nay là hứa hẹn là nó sẽ có một cái ngoại hình khá là lạ anh em nhé. Thì mong là anh em sẽ chờ đến cái mục tiếp theo để xem chờ đón xem là sau khi lắp xong thì nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em ngó qua một tí nhỉ. Vỏ này thì lúc đầu thì nhìn bình thường nhưng mà mình thấy là sau khi mà lắp linh kiện và sau khi lên đèn thì nhìn rất là đẹp đấy anh em ạ. Không biết là anh em có thích cái kiểu vỏ này không, nhưng mà mình thấy là sau khi lắp xong thì khá là ưng. Đây anh em cùng ngó qua một tí nhá. Đây là tổng thể của cả bộ PC này. Đó. Đây là mặt trước này, mặt trước thì chúng ta sẽ có một cái mặt lưới và ba fan của NZT. Đấy, hôm nay là lắp ba fan theo đúng ý của khách luôn, là có ring này, mảnh này và độ sáng cao. Đấy thì ba con F120 này thì sáng rất là ngon lành rồi và cái màu của nó rất là đẹp. Màu của NZT thì anh em khỏi phải chê rồi. Và ba fan trước và một fan sau là nó sẽ đồng bộ cùng nhau anh em nhé. Là đều là fan F120. Đấy thì fan sau đây. Fan sau này thì chắc là phải kéo sáng xuống thì anh em mới thấy rõ được cái led của nó. Đấy. Kéo sáng xuống thì cái màu led của nó sẽ đậm hơn. Và tất cả bốn cái fan này thì mình đều set là cái màu xanh neon rồi. Đây là cái màu mình rất là thích. Thì thông thường là mình hay set cái kiểu màu xanh như thế này. Đó. Còn về cái vỏ thì thực ra đây là một cái mã vỏ MHX nhưng mà mình thấy nó khá là to. Thực sự là con này nếu như mà đặt cạnh những cái vỏ ATX thì nó cũng phải to ngang mấy cái vỏ ATX đấy. Thế nên là anh em nào mà có ý định mua vỏ này để cho nó gọn gàng thì thực sự là nó không gọn gàng lắm. Vỏ này sẽ phù hợp với những anh em nào mà thích kiểu như là nó không quá to này và cực kỳ thoáng mát thì nên tham khảo cái vỏ này. Và dành cho những em nào mà thích chơi kiểu CPU nặng đô ấy thì cái vỏ này có thể lắp được tản nhiệt nước 3610 ở trên nóc. Thì nó sẽ phù hợp với những anh em nào mà chơi chip nặng hơn. Đó. Còn xem nào, mặt ngang này. Đây là mặt ngang của cái vỏ này. Đó. Cái vỏ này có một cái phần che này rất là gọn gàng này. Đấy, nó che cái này thì dây dợ nó đỡ bị lộ ra thì trông nó gọn gàng hơn. Còn bên trong thì hôm nay là cái tản nhiệt nước túp LC240 là mình đã lắp ở trên nóc rồi. Đấy, và anh em có thể thấy là trên nóc nó rất là rộng luôn. Thậm chí nhá, khi mà mình lắp cả cái tản nhiệt nước ở trên nóc thì nó vẫn còn dư một khoảng rất là rộng luôn. Đây, chỗ này nó phải là tầm khoảng 2 phân nữa rất là rộng luôn. Đấy. Nếu như mà cái phần bên trên nó rộng như thế này thì về sau anh em hoàn toàn có thể chơi tản nhiệt nước cất tầm với cái vỏ này, hoàn toàn có thể là lắp những con rát dày hơn, kiểu như là RAT 400mm mà lắp vào cái vỏ này thì vẫn rất là thoải mái luôn. Lắp trên nóc này. Đấy, rồi lắp fan vào thì nó sẽ vừa đến cái tầm này. Đấy, thì rất là đẹp luôn. Đó, còn cái tản nhiệt nước túp này thì là một cái mã tản mà nó có led ARGB ở fan. Đấy, fan là đã sinh men rồi này. Đấy, và cái block nước thì có cái logo túp là cũng đã sinh men rồi. Đấy, và cặp RAM Kington Fury ngày hôm nay là cũng sinh men rồi anh em nhá. Mình thấy là cái led của con DR4 hôm nay nó hơi khác so với những cái con DR4 trước mình nhập hay sao ấy. Có nghĩa là trước mình nhập thì những cái con DR4 cái led của nó kiểu như nó thành từng cục ấy, nhưng mà con này thì khả năng là nó nâng cấp về cái số bóng led nên là mình cảm giác như là cái led của nó chuyển màu đều và mượt hơn khá là nhiều. Mượt hơn và nó không bị nổi cục nữa. Đây là một cái cải tiến mà mình thấy khá là ổn của Fury.
Bởi vì là trước mình cũng ngại chơi con này, bởi vì là led nó hay kiểu thành từng cục ấy, nên là mình thích những cái RAM nào mà kiểu led nó chuyển màu mượt và đều hơn. Đấy. Còn lại thì con main thì vẫn là một con main quen thuộc thôi, B660M Tup với mình Wi-Fi D4. Và cái cạc ngày hôm nay thì mình có một con cạc rất là to, hầm hố, con 3070 Ti Gaming OC. Đây em nhìn này. Con này nếu như mà lắp vào cái vỏ này thì mới thấy là cái con vỏ này nó rộng như thế nào. Con cạc này nó phải dài tầm hơn 30 phân. Ít nhất là nó phải tầm 32 phân. Nhưng mà khi mà lắp vào cái vỏ này thì nó dư khoảng, mình nghĩ là nó phải tầm chục phân nữa. Đấy, còn rất là rộng luôn. Và cái vỏ này có một cái điểm rất là hay, đó là nó sẽ có một cái phần để luồn dây anh em nhé. Đây, sẽ có một cái khe này. Cái khe để anh em là luồn cái dây cấp nguồn cho VGA. Đấy, nên là bộ hôm nay là nhét qua khe này luôn, rất là gọn gàng, thay vì là anh em phải gập cái dây xuống dưới và chui qua cái lỗ nhỏ kia. Đấy, thì có một cái khe như thế này thì trông nó sẽ gọn gàng hơn rất là nhiều. Rồi bây giờ thì quay trở lại tổng thể cả bộ PC thôi. Đấy, nói chung là bộ này thì ngân sách khoảng 31 triệu. Đấy, 31 triệu thì anh em sẽ có một cái bộ PC chạy Core i5-13500 này, 32GB này, 3070 Ti, và một cái ngoại hình thì mình thấy cũng rất là ngon lành. Anh em nào mà có nhu cầu build PC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Hôm nay chắc là dừng ở đây thôi. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những bộ PC tiếp theo.